trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Đại lý Tôi Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại đến phần cuối của chương trình, phần thứ tư, chương trình tử vi và số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM giờ California. Và kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về cải tâm sửa mệnh, tức là khi mà chúng ta thay đổi cái tâm tư của chúng ta thay đổi cái số mệnh của chúng ta thay đổi cái suy nghĩ của chúng ta đó, thì chúng ta có thể sửa được cái định mệnh số mệnh của mình. Và vấn đề là, kính thưa quý vị, đây là phần cuối cùng chúng ta đi vào kết luận, tức là cái vấn đề là chúng ta có ý chí mạnh tới cỡ nào, chúng ta quyết tâm đến cỡ nào, hoặc là chúng ta cố gắng một thời gian rồi chúng ta bỏ, chúng ta phải tiếp tục liên tục và giữ một ý chí rất là sắt đá, cuối cùng chúng ta sẽ sửa được cái vấn đề mà cái mệnh số của chúng ta, và sửa được hay không này còn tùy người nữa, tùy từng khả năng, tùy từng con người, tùy từng cái con sao nó ảnh hưởng như thế nào đến cái số mạng của mình để mình có thể sửa. Bởi vì con người chúng ta là một cái có một tính linh rất là cao, chúng ta là cái vật thể mà trời cho, chúng ta có cái trí tuệ, chúng ta có tất cả những cái cao cả nhất, thiêng liêng nhất của trời đất, đó là cái trí tuệ. Thì có cái trí tuệ, chúng ta nắm lấy cái vận mạng của mình, làm chủ cuộc đời của mình, làm chủ tương lai của mình. Là nếu chúng ta có một trí tuệ cứng rắn, giỏi, tháo vát và thông minh, và gọi là cao cả, để chúng ta có thể chuyển đổi được là như vậy. Và vấn đề là chuyển đổi được là do như chúng ta trình bày là nó tùy người là như thế. Cho nên trên thế gian này, kính thưa quý vị, chúng ta vào đời chúng ta cũng không nên quá sức phục ai, cũng không nên quá sức ghét ai, cũng không nên quá sức thương ai. Nó tất cả là cái số mệnh nó đã an bài của người đó trước khi vào đời rồi. Đó là do cái nghiệp quả của ta, của từng kiếp, và đến cái kiếp này nó sẽ ra cái kết quả như thế, và nó ứng vào với khoảng thời gian không gian và tạo ra cái nhân thể một con người như vậy. Đó là như thế. Kính thưa quý vị, năm nay thì quý vị nhớ rằng là cái người tuổi tốt nhất đó là người tuổi Đinh Dậu, người tuổi xấu nhất đó là người tuổi Ất Mão, và người tuổi Quý Mão đó là hai người tuổi xấu lắm. Còn vấn đề mà sức khỏe thì kính thưa quý vị, những người có mệnh kim năm nay thì hỏa khắc kim thì cũng phải cẩn trọng sức khỏe, đang bị bệnh mà mình có bệnh kim là phải cẩn trọng, phải vô cùng cẩn trọng, bởi vì có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình. Và người tuổi Quý Mão thì làm kinh tế rất là xấu, không khó thành công trong năm nay là như vậy. Đến đây tôi xin phép vào phần giảng giải là số tử vi. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Dạ, thầy chào thầy. Tôi mà biết cái năm sinh tôi mà tháng thì chẳng biết tờ được không thầy. Bà đọc cái năm sinh, bà đọc năm sinh của bà cho tôi nghe. Năm sinh gì? Năm gì? Năm sinh là 1940 tuổi Thìn. Mà trong giấy thì tháng 6 ngày 10. Bà sinh năm 1940, bà không có giấy tờ của cái ngày và tháng, không có giờ, thì tôi nói cho bà nghe, người nữ sinh vào năm 1940 là năm Canh Thìn nha. Bà năm nay bà mệnh kim. Bà mệnh kim thì như tôi đã vừa trình bày đó, người mà có cái mệnh kim thì như vậy là cái sức khỏe của mình nó không được tốt đâu, mọi việc làm mong cầu năm nay không có được như ý đâu nha. Hơn nữa là bà có cung phi của bà đã có cái cung ly, tức là gặp họa hại, tức là gặp chuyện gì nó cũng chuyện xui không à. Bà phải cẩn trọng cho tôi năm nay nhá. Nhất là sức khỏe nè, làm ăn buôn bán nè, tuổi canh của bà nó cũng tuổi canh thì lộc tuần nó cũng không có luôn, bị khắc chế luôn. Còn tuổi cái thìn đó thì nó lại không có gì ảnh hưởng gì cả. Nói chung cuộc đời của bà thì rất là bình thường, cẩn trọng vấn đề sức khỏe và bệnh tật nhé. Năm nay không có gì thay đổi cả, không có giàu lên mà cũng không nghèo xuống, nói chung chung tiếp tục đi như vậy đó nha. Chúc bà may mắn. Dạ cảm ơn thầy. Dạ. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. Ngày 13 tháng 3 năm 1973, lúc 3 giờ sáng. Ngày 13 tháng 3 năm 1973, vào lúc 5 giờ sáng anh? Dạ không, lúc 3 giờ sáng. 3 giờ sáng, vâng. Đây, lắng nghe, người nam có số mệnh ngày sinh vào ngày 13 tháng 3 năm 1973 và lúc 3 giờ sáng, người này có mệnh số như sau. Thứ nhất, mệnh của người này tôi gọi là có cái cự nhật ngộ hóa quyền. Đây là cái người vào đời phải nói là cái người là tương đối
một người tương đối đẹp trai, khá vững vàng, và cái người vào đời với một cái sức sống rất là mạnh. Một người này là rất là man, làm việc gì cũng quả quyết và quyết liệt hết á, không có là lề lề đâu nha. Thân cư thê có vợ đó nha, thân cư thê có vợ, nhưng mà đã phải ở với vợ cho đến cuối đời đó nha. Mặc dù hai người là hai cái sự không hòa hiệp, không hòa nhịp với nhau, không có hòa hợp với nhau đâu nha. Bởi vì người cơ lương mà cũng thê, mà người chồng có cự nhật ngũ hóa quyền đó, thì chắc chắn nó sẽ đi đến những cái sự gọi là không phù hợp nhau về tư tưởng, và muốn bỏ nhau bỏ không được, sẽ ở lại với người đó đến suốt đời như thế nha. Người này thì tiền bạc thì xài rất là rộng rãi nha, làm việc công danh sự nghiệp trong đời thì không có tạo được một cái sự nghiệp gì, một cái cơ sở gì hết, chỉ có người đi làm có việc, có tiền thôi. Người này mà trong lòng không bao giờ yên hết, lúc nào cũng muốn việc làm, muốn nào cũng thành tựu hết, nhưng mà trời không cho nhá, trời không cho sự thành tựu. Người này đến cuối đời là cái người chung chung, nghèo thì không nghèo mà giàu có thì không, nhất định là không có được rồi nha. Nhưng mà người này không có cơ nghiệp, tài sản, vị trí chủ boss gì hết, mà người này chỉ có một cái tâm nguyện là có việc làm đi tiền, có giai đoạn ra làm chủ rồi là hết, rồi xuống nhỏ nhỏ rồi xuống, cuối cùng là người này là cái người sống trung bình mà hoàn tất được cái cuộc đời của mình, lo được cho vợ con, nhưng mà không có hạnh phúc về đường vợ con nha. Chúc may mắn. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ của người kế tiếp ạ. Hello. Vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh ạ. Năm tháng ngày giờ sanh là người nam, sanh ngày 7 tây tháng 4. Ngày năm 1954. Sanh lúc 7:30 chiều. 7:30 chiều 6:18 rồi. Người ngày này 7 ngày 4 tây tháng ngày 7 tây tháng 4 năm 1954, người nam, anh lúc 7:30 chiều. 7:30 chiều, như vậy là người sinh vào giờ Dậu nhá. Sinh vào giờ Dậu. Người này á, nếu mà đúng số, đây là cái người phải nói là hiền lương nhá. Hiền lương, cuộc đời đầy sóng gió, chung chuyên ở lúc trẻ đó nha. Lúc trẻ thì người này và có địa kiếp. Vừa rồi có triệt nữa là vừa bị bệnh nha, vừa bị bệnh rồi hết bệnh rồi lại làm việc, rồi có vợ. Vợ là cái người cũng hiền lành, hai vợ chồng hiền lành lắm nha. Nhưng mà sanh con thì ít nha, sanh con ít thôi. Người này thì nói chung là ra đời làm việc thì gặp nhiều cái khó khăn, bởi vì cái tính mình nó đàng hoàng lắm. Nhưng mà người này sẽ có cái công việc làm, rồi sẽ có cái công việc, rồi về hưu, rồi lo bổn phận cho con cái đầy đủ. Nhưng mà cuộc đời đến giai đoạn cuối cuộc đời thì mình không có gì hết, chỉ ăn tiền hưu mà thôi. Và có con á, thì con cái nó sẽ đẹp và nó sẽ thành công nha. Cuộc đời người này cái nguy hiểm nhất trong đời đó là cái giai đoạn từ 12 tuổi cho tới 22 tuổi, nhưng mà đã qua rồi. Chúc may mắn nha. Dạ, cảm ơn thầy. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh ạ. Ngày 3 tháng 7 1958, sanh lúc 3:15 rồi buổi sáng. 3:15 ngày 3 tháng 7 năm 1957 và sinh vào lúc 1958 sẽ lúc mấy giờ? 3:15 rồi. Người nữ phải không? Đây, cô lắng nghe số mệnh cuộc đời của cô. Người nữ này sinh vào ngày 3 tháng 7 năm 1958 và 3:15 sáng cô sinh vào giờ Sửu nhé. Cô là người nữ, ta gọi là một đời của cô đó, tôi gọi rằng là làm việc nha, làm việc giỏi tháo vát lắm nha, giỏi tháo vát làm việc nha, tảo tần lo mọi thứ tất cả, sức khỏe tốt, lo mọi thứ tất cả, cái lấy chồng cũng là lấy chồng một cái người hiền lương đạo đức đó mà lo cho chồng đó. Nhưng mà cô hơi ăn hiếp chồng tí xíu nha, hơi nổi nóng với chồng vô lý nha. Người thì của cô tốt đó, cô làm việc đâu đó đàng hoàng chỉnh tề. Con cái của cô thì cô lo lắng đầy đủ cả cái mà cô rất là kỹ lưỡng đến vấn đề chăm nuôi con cái, cho là cô để ý lắm chứ không phải bỏ rơi như người ta. Và con cái nó thành tựu lên thì nó sẽ tự lo thân của nó không trả lại được cái hiếu cho cô đâu nhá. Thì đây là cuộc đời của người ta gọi là một đời thành công đó, nhưng mà cuối đời là cái người là gọi là chung chung thôi, sẽ có
trung bình retire, tức là không có giàu có đại phát được, mà cũng không nghèo luôn, tức là cực khổ vất vả nha, cực khổ vất vả lo và hoàn tất cái sứ mệnh cuộc đời của mình một cách thành công nha. Chúc cô may mắn. Kính thưa quý vị, chúng ta phần kết luận của chương trình. Con người của chúng ta là một nhân linh, là một cái sinh vật mà cao cả nhất trong cái trái đất này, và chúng ta có cái trí tuệ, đó là cái tính linh mà chúng ta có thể dùng cái trí tuệ của mình để mà sửa cái tâm tư của mình, và sau đó cái định mệnh của mình nó sẽ thay đổi. Và vấn đề sửa được hay không là do chính mình thôi nha. Tính mình, để mình quyết tâm, mình bỏ đi tất cả những cái tham sân si của mình, không còn tham, không muốn gì cả, và cũng không có giận ai, không nói xấu ai, không có nổi giận, và cũng không đam mê ai hết, và cũng không có đi chạy theo một cái gì hết, thì chúng ta sẽ bỏ đi tất cả những cái rắc rối đó rồi. Kể đến chúng ta cái thân xác này, rồi đến cái khẩu, rồi đến cái ý của chúng ta, tất cả chúng ta phải đi về cái hướng thiện. Thì như vậy nhất định dù cuộc đời chúng ta có cay đắng cỡ nào, nó cũng không thể có lý do để nó tác dụng được, và chúng ta sẽ sửa được cái mệnh của chúng ta thành công một tốt đẹp hơn. Đó là cái vấn đề sửa tâm cái mệnh. Chúng ta phải luôn luôn tin tưởng vào cái trí tuệ và tài năng và ý chí của mình để làm cho cuộc đời của mình thành công một tốt đẹp hơn. Xin kính chúc quý vị một ngày an bình và hạnh phúc, một cuối tuần đầy thắng lợi. Xin kính chào quý vị.